Rồi xin chào các bác nha. Thì em quay tiếp một con nữa cũng về tối đây nè. Chiếc này là 503131 nha. Giá tiền ở đây ha. Kèm theo khuyến mãi là bao dòng khuyến mãi nha anh em. Thì giờ để em quay sơ sơ cho anh em xem nha. Đây quay dòng chân trước đây. Chân nó hơi bị xấu xấu xíu nha, tôi làm nó hết nha. Rồi cuốn đây ha. Tem nó hơi bị nắng quá, hơi bị găng găng. Sao? Bị cứng mở ra, chúng em mở ra quay tiếp nha. Xong con này nha anh em, cảm ơn anh nhiều nha.